Quên mình chưa đốc nghìn. Đốc nghìn, đốc nghìn đâu nhỉ? Rồi chỉ vậy trên. Đều đang trong một cảm xúc đó là sọc sốc ẩm tim mình lắm. Hôm nay là ngày 12 tháng 4. Tức ngày sinh nhật Seoul Dexo. Không được. Trời ơi. Không thấy rồi. Được. Em được chưa? Thấy được rồi nhưng mà không ấn được luôn ạ. Nhân lúc chưa vào được thì mình sẽ xem dàn line up của Dream Concert. Shiny Thami, Red Velvet 17, BAP, còn 1 phút rưỡi thôi. Nhưng mà không vào được, chỉ còn download thế này. Mấy giờ rồi? Tao đi rồi này. Chết rồi. Ôi ơi, bây giờ. Zero cũng chưa không được. Tao sắp mất kiểm. Trời ơi. Sợ đến gì kìa? Không biết luôn ha. No, no. Kia là các bạn đã mua rồi. Vãi, mua nhanh vãi. Không được. Lót như thế này thì bao giờ cũng được không? Ui, mọi người làm được sao mình không được? Chọn xe đồng ý đã miệt mài. Vẫn miệt mài, trời ơi. Kèm cho bộ xong rồi như thế này không? Được ạ? Được chưa chị? Xong rồi được rồi. Mày thích gì? Nhiều đợi để ăn mì gói. Kiss the. Nếu mà trong trường hợp chúng ta bị fail trong việc đặt vé, chúng ta sẽ vào Twitter và đánh tên của concert kèm theo Giang Tô, như ở đây có nghĩa là Dream Concert, và nó sẽ hiện ra một loạt. Nhưng mà hiện tại chắc là mọi người đều đang tìm cho nên là chưa có. Ôi, đã có đứa Giang Tô này.